Ai, nói chuyện nãy giờ cũng bon mồm rồi. Bây giờ chúng ta chơi cái gì đây giờ? Mà tôi chưa xem vlog của thằng Dép như thế nào, tôi còn điệp gọi là bóc phốt đó cái coi. À xem cái từ từ tôi xem bao nhiêu phút đã. Tại tôi sợ 1 tiếng là tôi xem hết không có chơi game được luôn á. Đẹp. 27 phút, 27 phút mà tính thêm mình nói chuyện nữa là tầm 37 phút. Đó cũng được. Tôi chỉ còn là mình chơi game. Thơ mộng tí mà ngủ quên rồi. Tôi chết 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 trời tối rồi. Không ổn, không ổn, chết chết. Phải làm vlog thôi. Tối ngủ rồi. Được rồi, thề. Thường thường người ta bảo là nhà giàu mới có ấm nước với lại mấy cái bình này thôi. Tại vì nhà giàu người ta hay tiếp khách anh em. Thì là tôi nhá. Đẹp mà. Tôi nhà nghèo tôi chơi mỗi cái bình này. Đẹp mà mỗi tôi uống. Uống bên nước sương sương cái đã thấm vào. Kiểu kiểu gì? Của Dev Nguyễn. Trong vlog đầu tiên lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham quan nơi ở và làm việc hiện tại của mình. Thì hiện tại thì mình đang ở một căn chung cư cũng nhỏ thôi. Khi mà mình nhớ là tại vào thời điểm 3 năm trước thì mình mới về Việt Nam. Rồi hồi đó là mình học xong năm 3 đại học, dịch ở Mỹ bắt đầu bùng phát nên bố mẹ mình rất là muốn mình quay trở về Việt Nam. Mà để mà học, tôi nhớ học đại học 4 năm mà ta. Học nốt năm cuối ở bên Mỹ thì mình cần có một cái chỗ nào đấy mà nó yên tĩnh. Mỗi mỗi tháng hàng này học cái gì, mỗi mùa này học 14 unit à? Tính tại vì giờ Mỹ thì không thể như giờ Việt Nam được, nên là mình đã rất là may mắn được mẹ cho mượn căn chung cư ở bên này. Nói về sở thích của mình thì các bạn cũng biết rồi đấy, là chơi game và stream. Mà mồm mình thì rất là to, nên là cái việc mà chơi game hay là học tập làm việc chủ yếu là chơi game. Mà ví dụ mà cùng căn chung cư bên kia của bố mẹ thì thật sự nó là một điều kinh khủng khiếp. Tại vì mình rất là ồn, nên là rất là may mắn khi mà ngày xưa mẹ mình đã bảo thôi mày mồm to quá, mày không thể ở đây được, tao phải thuê cho mày chỗ chung cư khác để mày ở riêng. Lúc đấy mày mới thích hét hò, mày làm gì làm, đấy là việc của mày, không hiểu với ai. Thì tầm khoảng 2 năm kịp mà tóc trấu quá là hồn thề. Trước khi mà mình về Việt Nam đúng không, thì mình đã ở đây học cũng ở đây, mà chơi game cũng ở đây, và cũng chính từ căn phòng stream kia của mình, mình bén duyên với nghề stream full time luôn. Và từ đó đến bây giờ thì thời gian trôi qua rất là nhanh. Và tại thời điểm tháng 4 năm 2022 này thì mình quyết định là mình sẽ có một chút gọi là cải tiến, nâng cấp phòng stream của mình, cũng như là sửa lại một cái phòng ngủ để có được một không gian làm việc và ở thoải mái hơn, đẹp hơn, phục vụ cho cả việc nói chung là sinh sống cũng như làm việc của mình. Nên là mình rất là háo hức khi mà trong vlog lần này mình có thể cho các bạn xem là phòng của mình trước khi sửa, rồi sau khi sửa nó sẽ như thế nào. Từ hoa này chắc nó từ lúc nó để từ lúc nó thời ở Việt Nam tới giờ luôn á anh em ạ. Lúc mới ở Việt Nam này nó cắm hoa đấy, xong rồi kiểu cho trang trí cho đẹp ấy, là nó héo tới giờ mà vẫn chưa thay đây này. Căn phòng mới của mình sẽ ra sao và chúng mình cùng nhau khám phá nha. Thì đây là góc hàng ngày mà mình stream đây, ngày nào cũng như ngày nào ngồi ở đây từ tối cho tới sáng, cũng là chính là cái góc này đây. Dạ. Ngày xưa thì các bạn biết là cái chỗ này thì mình hay để đồ linh tinh, nhưng mà cả trong này nữa, chăn ga gối đệm các thứ, dụng cụ kia cục các thứ là mình để trong này, mình không đủ này hết. Nhưng mà mình đã dọn qua bên kia để 9 giờ sáng ngày mai, giờ sáng ngày hôm nay là thợ người ta sẽ đến và người ta sẽ dỡ hết cái chỗ này đi để bắt đầu sửa phòng, căn phòng này đầu tiên. Các bạn à quên, xin lỗi em nhé. Bạn có thể thấy là phòng mình khá là bí, tiêu âm ba bên tường, bịt cả cửa sổ vào. Lý do tại sao? Để mà nếu sao để mà bịt cả cửa sổ vào, bịt hết. Để mà phòng kế bên vẫn nghe. Kiểu như là ở hai nhà kế bên với lại nhà trên cao, với nhà tầng trên, nhà tầng dưới là đang rao bán anh em ạ.
với giá cực rẻ. Đấy, anh em nào mà dư tiền qua mua nha. Thì tại vì cái hồi cái đợt mà mình mới stream YouTube là cũng cách đây khá là lâu rồi, thì đợt đấy về đây thì stream được một thời gian thì thấy phần hàng xóm phản ánh là mình khá là được, mà mày stream 3 ngày nhà tao thôi tao chịu không nhậu rồi. Nếu sao điệp mà nó la từ tầng trên tầng tôi làm nhá, là tầng cao nhất nhá, mà ở dưới tầng 1 tôi vẫn nghe anh em ạ. Điệp mà mình nghe rõ giống như điệp mà sát bên tai ấy, khá là ồn. Nên là từ đó thì mình mới nghĩ ra một cái giải pháp tạm thời, đó là gắn cái tiêu âm bịt cái cửa sổ này vào, và mong là sẽ giải quyết được cái vấn đề đó là gây ồn ảnh hưởng cho hàng xóm. Thì các bạn biết rồi đấy, sống ở đâu thì không phải thuận hòa, kể cả chung cư, kể cả nhà mặt đất thì mình cũng không thể nào. Hay là mày mua mẹ nhà trong rừng đi, địt mà kiểu tối hét thì cái thú nó nghe thôi chứ ai mà nghe. Ấy đỡ không? Mà là vì mỗi mình mà làm ảnh hưởng đến người khác được. Mà thì đấy, đợt đấy là gắn cái tiêu âm này 7 củ đấy các bạn ạ. Má 7 củ luôn. Mà trông nó xấu như thế này. Ui 7 củ đi. Thì tôi cũng không biết là tại sao, là do tôi ngu hay là do tôi ngu, nhưng mà là do tôi ngu thật. Thì tôi cứ tưởng là giải quyết được triệt để vấn đề, nhưng mà không. Lắp xong hàng xóm vẫn kêu ồn. Nên là đợt này sửa cái căn phòng này thì tôi sẽ tôi sẽ làm cái phần tiêu âm, cách âm kỹ nhất so với tất cả các phần còn lại. Đi co, đi củng hay là ánh sáng, đèn đóm các thứ thì nó cũng chỉ là phụ thôi. Tiêu âm lần này là thứ quan trọng nhất mà tôi muốn làm. Thì phòng của tôi thì đấy, các bạn thấy ra đấy, chả có cái gì cả. Đây, máy lọc không khí đây. Đấy, phòng tôi chỉ có thế thôi, chả có gì cả. Bên này thì dọn hết đi rồi. Nên là chỉ mong là người ta đến sửa nhanh nhanh để tôi có chỗ quay trở lại làm việc cho các bạn thôi. Lần này sửa thì chỉ sửa phòng stream và phòng ngủ thôi, cũng không động gì đến ngoài nhiều cả. Bây giờ thì chắc là tôi ngủ một tí. Còn 9 giờ sáng tôi đã phải tỉnh dậy để đón thợ lên người ta bật sửa rồi. Nên là... Ôi cái phòng này lạ thế, hai lớp cửa luôn à. Có gì ngày mai thì anh em chúng ta gặp nhau nhá. Bye bye. Sửa phòng đi. Sửa phòng cũng mệt vãi lìn các ông ạ. Nãy giờ tôi đi đi lại lại thôi, toát hết cả mồ hôi. Để hỏi xem anh em thợ có mệt không. Vâng. Ui, mệt lắm. Phải. Mệt lắm. Mệt không chị? Có, chị mệt vãi hồi rồi. Thế thì em biết cách để làm mọi người hết mệt rồi. Tại sao thằng lồn nó bỏ khô gà trong ngăn đá là như thế nào nhỉ? Chị mệt đúng chị Liên? Mệt. Chị ăn thử cho em một miếng khô gà xem có hết mệt không? Hết mệt chưa chị? Hết mệt rồi. Ok luôn. Anh Huy. Anh ăn mệt đúng không? Anh ăn thử một miếng khô gà xem có hết mệt không? Bữa ăn đã thấy hết mệt rồi. Quảng cáo mày. Anh ăn thử gọi em một miếng khô gà xem có ngon không? Ngon. Hết mệt chưa anh? Hết rồi. Ủa, ngon thế à? Như thần dược đấy. Anh mệt đúng không? Anh ăn thử hộ em đúng một miếng khô gà em mới hết mệt rồi. Ngon không anh? Ngon. Hết mệt chưa anh? Hết mệt luôn. Rồi hết mệt luôn. Đỉnh cao anh. Anh ăn thử khô gà em không có hết mệt không? Ngon không anh? Ngon. Hết mệt chưa anh? Không mệt đâu. Ngon rồi. Không ngon à mày? Nghi si à? Thế ngon không anh? Quá ngon luôn.
Quá ngon. Khô gà mì xì. Cút ăn không ngon thì cút mua ngay, ăn khô gà một chút là đắm say cả đời. Sửa phòng thì chắc dài với lâu lắm không ạ? Thôi để tôi làm bảo toàn cho công nhá. Hello mọi người, và sau 7749 ngày delay thì cuối cùng part 2 của vlog cũng được tiếp tục quay trở lại. Vì cái lý do cho sự chậm trễ lần này thì rất mong các bạn thông cảm, vì cái công đoạn đặt đồ cũng như là xếp đồ lên cái căn phòng làm việc của tôi thì tốn khá nhiều thời gian, tôi cũng chỉ có một mình và một thằng lừa như tôi với chỉ hai tay hai chân thì cái... Nếu sao điệp mà mình... Nó đéo chịu cắt điệp mà mình cắt hai bên đây cho nó sát vào nhỉ, nó cứ chỉa nhỉ. Điệp mà trông khó chịu phải liền thề. Nếu phải đâu điệp mà mình kiểu... Kiểu nó muốn làm thì nó làm, nhưng mà đẹp mà đéo ai cắt tóc kiểu này đẹp. Công đoạn này nó hơi lâu một tí, nhưng mà không để làm mất thời gian của các bạn nữa. Xin giới thiệu các bạn căn phòng đầu tiên của tôi, đó chính là căn phòng làm việc. Xin mời các bạn. Các bạn vừa được xem qua căn phòng của mình thì đây là góc quan trọng nhất trong căn phòng, đó chính là góc làm việc. Thì ở đây mình đang sử dụng hai điệp mà mình kiểu mới gắn nó đẹp vậy thôi, tầm tuần sau rồi nó bừa vãi luôn. Máy, một máy để stream và một máy để chơi game. Thì máy chơi game mình đang dùng cấu hình là RTX 3080, kèm với đó là i9-2900K mới nhất của Intel bây giờ. Và máy phụ thì mình đang dùng i9-1900K cùng với đó là RTX 1660 để stream. Thì mình sử dụng cũng như bao người khác thì mình dùng có 3 màn hình, đều là 240Hz. Tại vì mình là game thủ FPS ấy, thì cần tần số quét nó cao hơn một tí. Đó là cam máy ảnh để thu webcam, mic, sao cạc, bàn phím. Game thủ FPS gì mà bắn đẹp mà mình BVG như lộn nhỉ? Phím, chuột, bát chuột như bao người khác thôi, cũng khá là cơ bản. Ai mà muốn tìm hiểu rõ hơn về những cái đồ kia mình đang sử dụng thì có thể mình sẽ pin ở bên dưới. Ok, và đó là góc làm việc của mình, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn góc thích nhất trong căn phòng của mình. Có lẽ là cái kệ để giày này. Thì thực ra mình cũng là một người thế nhỉ? Khá là đam mê về giày từ rất là lâu rồi. Nhưng mà ngày xưa thì chưa có điều kiện để mua những đôi giày mình thích. Nhưng mà cảm ơn ý nó nói là bây giờ nó giàu rồi, nó mới chơi gì cũng được chứ. Xe gì? Trời ơi, điệp mà Ronald Phantom à, đậu dưới nhà ấy, điệp mà dài nào, điệp mà dài mắt trước á, để còn chua khui cái kìa. Các bạn chính là người giúp mình hoàn thành cái sở thích của mình, cũng như là có được những chiếc giày mình ước mơ. Thì ở đây mình đang để một số đôi, mấy đôi này thì mình chưa đi nhiều, hầu hết là để trưng. Đi thì sẽ đến một tiền mà đấy mình lấy ra đi, nhưng mà chắc là chưa phải bây giờ, tại vì kiểu quanh quanh một tháng ở nhà stream cũng nhiều nên là giày dép súng xính các thứ cũng chẳng làm gì. Trời ơi, tháng nghỉ 3 ngày đi Sài Gòn mà không đi nhiều đâu. Thì có mấy đôi mình đang để, đôi 4 sale off-white, đôi 1 off-white, đôi này là đôi Air Max mình được Travis tặng. Đây là đôi LV Trainer mới ra, đây là đôi Balenciaga Track, một trong những đôi mà mình rất là thích. Có thể là thích nhất bây giờ, và mình nghĩ là cái đôi này thì mình có thể đi vào mọi lúc mọi nơi, tất cả mục đích khá là êm. Cái kia là đôi McQueen. Đấy là xong cái góc mà mình thích nhất ở trong căn phòng này. Nếu mà để nói về căn phòng này thì không thể thiếu được chiếc logo. Các bạn có thể thấy là logo khá nhiều màu. Logo này được Sưởng Kiến làm và tặng cho mình, tại vì mình có vẽ cái trần nhà ở bên Sưởng Kiến. Rất là cảm ơn bên Sưởng Kiến đã tặng cho mình cái logo này. Thì logo này được design bởi bạn Dũng, nếu mình nhớ không nhầm. Hơi nhiều màu một tí nhưng mà chắc là hợp với sự đồng bóng hơi dị dị của mình. Ở đây các bạn có thể thấy là góc showcase. Ở đây là cái hệ tủ mà các bạn đã thấy ở phần 1 của vlog, tủ cũ mà mình trưng dụng lại để mình có thể sử dụng bày đồ lên trên căn phòng này. Thì ở đây thì mình có một cái bể terrarium, tức là hệ sinh thái được khép kín và hoàn toàn tự nhiên. Mình là mệnh thổ. Không, tôi nghĩ bây giờ nó khéo hết rồi em ạ. Bây giờ qua dù đúng cái cùi cây thôi. Đấy. Còn mấy cái xanh này tôi nghĩ là nó chết hết rồi. Nên là mình khá thích, mình nghĩ là mình cần có một cái gì đấy liên quan đến đất hay là cây gì đấy ở trong phòng. Thì cái này thì cũng rất là dễ chăm, cũng chả phải chăm. Không, anh nghĩ mình nên nuôi con nhện đồng hồ cát trong đây, đẹp vãi lời luôn.
thăm gì lâu lâu thì kiểu lấy ra bình xịt ra, mở cánh ra xịt xịt tí vào thôi, tầm một tuần một lần. Và tất cả mọi thứ quang hợp hay là trao đổi chất các thứ hay là nuôi dưỡng cây cỏ thì đều được tự thực hiện. Tất cả mọi thứ đều được tự thực hiện ở trong cái hệ sinh thái tuần hoàn khép kín này. Ở đây thì có mấy bức tranh. Nếu mà nói về tranh thì mình được tặng cũng khá là nhiều tranh. Để giới thiệu qua thì đây là hai bức. Có chai nước thì chai nước gì, giới thiệu nốt đi, ổ điện nè. Tranh mà do chính người em trai của mình, Mót Minh Khang, shout out Mót Minh Khang, tặng vào dịp sinh nhật của mình cũng như là một vài dịp khác. Thì bức tranh có bức tranh của mình được vẽ lên bởi 1998 chữ Thanh. Còn đây là chiếc ảnh mà được vẽ lại dựa theo một cái screenshot vào sinh nhật tuổi thứ 22 của mình vào năm ngoái, một trong những năm bùng nổ nhất cũng như là may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Đây là một chiếc ảnh của mình nhưng mà được tạc bằng lá. Cái này thì bạn Thúy Mít tặng mình, rất cảm ơn bạn Thúy Mít. Ở trên đây thì mình có để khá là nhiều mô hình, đồ chơi. Thực sự thì mình không phải là một con nghiện mô hình hay là một dân chuyên mô hình gì cả. Nên là mình chỉ mua mô hình với những cái thứ gì mình đam mê và mình có hiểu biết một chút xíu về nó thôi. Thì ở đây là Gengar và có mấy con Pikachu, Bulbasaur, lờ mao một tí. Trên kia thì có cái đầu của Iron Man, mình cũng là một fan của Marvel. Ở đây thì có, như các bạn thấy khá là quen thuộc, có Captain America, có Thor và có Doctor Strange, nhân vật rất là hot trong Marvel. Ở đây thì có Charmander và mấy con Pikachu như là Pokeball trong đấy. Bên này thì vẫn là Dragon Ball nhưng mà có các loại Genji, Frieza các kiểu các thứ. Cũng rất là thích mô hình, nhưng mà ngày xưa thì một cái con người lười như mình thì không bao giờ nghĩ được của mình một ngày mình có thể có một cái hệ tủ mà nhiều đồ chơi như này. Đây cũng chính là một trong những lý do vì sao vlog lần này chậm trễ đến như thế. Tại vì kiểu ngồi chọn, rồi ngồi mua, ngồi lắp, đặt lên các thứ rất là tốn thời gian. Ở dưới đây thì có một cái búa Thor rất là nặng. Búa này nặng gầm chắc vậy, tớ không biết nữa, rất là nặng các bạn ạ. Đây, bạn ơi, đấy, làm hoàn toàn bằng kim loại. Bên cái này thì mình mua ở bên Marvel Store. Các bạn ấy bảo là bao giờ mà nhà thiếu đồ để đập thì lấy cái này ra đập đỡ được, còn nó không vỡ, nó chỉ sứt thôi. Ở đây thì có dàn Lego của Naruto, bên trái và phải thì có các bộ Lego của Nacha, Dương Tiễn, Ngộ Không, xong rồi Thân Công Báo, các thứ. Ở dưới này thì hơi xấu một chút. Dưới này là có mấy con Beric Khang tặng với các bạn tặng. Ở sau đấy thì có hệ mạng thì nói chung là nhà chung cư mà nên không thể đỡ được. Ở đây giàu quá giờ còn Beric. Góc gọi là flexing rất là vô tình. Tại vì mình không biết để cái gì lên đây cả, nên mình đã quyết định là để chiếc bằng đại học đại học Mỹ của mình, cử nhân đại học Mỹ, để lên đây, và cùng với đó là nút bạc kỷ niệm 100.000 sub, đánh dấu những cái thành tựu mà mình đạt được. Trước giờ thì mình cũng không phải là một người quá giỏi giang hay gì, nhưng mà cử nhân á, hai cái này là hai trong những cái số mà thành tựu mà mình tự hào nhất trong cả cuộc đời của mình. Ở dưới đây thì có các loại tranh khác. Thì đây là tranh ngọn hải đăng được tặng cho mình bởi Naun. Còn đây là một cái artwork mà được vẽ bởi cậu buồn VI. Cảm ơn anh. Để đây khá là đẹp. Bên này thì cũng khá là đơn giản, mình chỉ có một chiếc thuyền, mấy bức tranh với cả quà sinh nhật của mình năm ngoái thôi. Còn sang bên góc bên này thì các bạn có thể thấy mình có khá là nhiều gấu bông. Thì hầu hết ở đây là các bạn tặng, trừ có mấy con này thì mình mới mua. Đây là con voi. Con gái tặng. Con voi mình mới tặng cộng thêm cả cái bơm này nữa. Đeo khá là hợp. Đây có con khỉ. Tượng trưng cho hai, tôi sẽ không nói. Lại thêm một con voi nữa. Đây con rắn, đây con heo, đây con nhím. Nhờ anh nhím thế nhỉ. Nhưng mà đợt trước tôi đặt cái con nhím trên Shopee mà tôi đã nghĩ là nó to hơn, mà không hiểu sao về nó bé tí ạ. Thì đấy, thiếu cẩn thận quá. Ở đây thì mình có một cái thảm được design bởi Eleven Rugs Việt Nam. Thì ở đây có in hình hai artist, đó là Travis và Nath. Thì cặp đôi này đã collab ở trong bài Champion, một trong những bài hát mà mình put on replay rất là nhiều lần khi trong quãng thời gian mình học ở bên Mỹ. Thì có lẽ là mình không cần phải nói quá nhiều về cái thảm này. Thì shout out to Eleven Rugs vì đã giúp mình có được chiếc thảm custom rất là ok này.
Đây thì có một cái bức tranh. Bức tranh này là của Lan Chi, tặng khá là lâu rồi. Bức tranh này rất là đẹp, nhưng mà có một cái điều rất là tiếc là khi mà bạn ấy ship đến cho mình thì khung tranh đã bị vỡ, mình chưa có thời gian mình đi đóng lại, không được. Sorry bạn Lan Chi rất là nhiều, nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ đi đóng lại cái khung tranh này trong thời gian gần nhất. Ở trên này thì quên không mất không bảo các bạn, thì đây là chiếc gối Nemo mà Nemo tặng mình trong năm đầu tiên mình gọi như là chân giáo bước vào nghề stream. Ở đây là chiếc cúp The New Rising Star of the Year 2021. Mình chỉ có một chiếc cúp ở đây thôi. Ôi sao mới nhú à? Năm ngoái là mình không thể tham dự được Nemo Gala vì Covid. Mong là năm nay sẽ được góp mặt ở Nemo Gala 2022 tới đây. Đây thì có một cái màn hình D-Voom và kiểu hệ đèn LED của Xiaomi để background tí trông cho nó màu màu. Ở bên này Xiaomi thì à? Là mô hình Trump rồi Vegeta các thứ. Thực ra là mình không hiểu biết về mô hình quá nhiều. Mấy con này thì cũng đều là hàng đều thôi. Nhưng mà thực ra là mình có thể mua con mô hình nó đẹp hơn một chút xíu, nhưng mà không cần phải quảng cáo, nhìn là biết hàng đều luôn. Đẹp mà hàng real làm có đế như thế này. Thật sự là đặt được mấy con mô hình đẹp nó rất là khó, và không phải ai đặt được và chờ khá là lâu ấy. Và cái video này không thể delay hơn được nữa, nên mình quyết định chọn những cái mô hình nào nó vừa chiều cao mà vừa thuận tiện cho cái việc showcase vlog của mình. Dưới đây thì có một dàn Bearbrick. Bearbrick ở đây thì đều là Bearbrick đều, 100.000 một con. Bạn nào cần thì mình 100.000 một con. Đẹp mà mình thấy tao phải mua được mà. Ngàn con. Tao treo lủng lẳng rồi mà như phim kinh dị luôn. Cho địa chỉ. Dưới đây thì lại là mô hình Dragon. Tí cho anh xin địa chỉ nha. Bọn mình rất là thích Dragon Ball, và thật sự ấy các bạn, là hồi bé mình chỉ đọc mỗi 7 viên ngọc rồng với cả Doraemon. Đọc cái gì khác, xem phim thì mà có Marvel, chứ còn thật sự là mô hình thì đấy, mình đọc mỗi hai loại chuyện này thôi. Ở dưới đây thì các bạn thấy một dàn Lego. Đây là Lego Tam Quốc. Đây lại là Lego Dragon Ball, và sau này thì có các phiên bản mô hình Dragon Ball nhưng mà theo dạng Samurai. Đấy, Kadik xong rồi các kiểu. Dưới này thì dàn này hơi thiếu. Ôi, mình sẽ hoàn thiện dàn này sau. Vì bây giờ là mình muốn có một cái dàn Marvel chuẩn chỉ hơn. Bây giờ kiểu đặt đồ mô hình các thứ đồ chơi nó khá là lâu ấy, nên là cũng không biết làm nào để kịp cho cái video này cả. Nhưng mà thôi, nghĩ là bây giờ có bao nhiêu thì mình quay bấy nhiêu thôi. Ở dưới này thì lại thêm một con Bearbrick, có một cái tủ lạnh để mình để nước để mình uống lúc stream. Đây là cái máy lọc không khí. Máy lọc không khí ấy, một người bạn rất là thân của mình tặng. Có lẽ là đợt tới chắc là phải mặt dày qua nhà bạn ấy xin thay cái filter mới, chứ bây giờ nó còn 4% thôi các ông ạ. Dù nửa năm rồi. Đây là một cái máy hút ẩm. Máy hút ẩm này rất là hữu dụng, vì mình là một thằng hút pot, cũng như là kiểu phòng mình có các cái thiết bị như kiểu camera hay là mic các thứ, mà để ẩm thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến các cái thiết bị đấy mà. Đúng rồi. Hay chạy mồ hôi nách rồi nên hút, không rồi nó hôi lắm. Và là thiết bị khá là đắt tiền, nên là mình phải có một cái máy hút ẩm ở đây. Một ngày nó hút được hết 30 lít các bạn ạ. Đây, cái này là tôi vừa đổ đi chiều nay rồi đấy mà nó mới hết được. Đấy, cứ một ngày là hút hết 30 lít, và ngày nào tôi cũng phải đổ hết nước đi. Ở dưới này thì lại thêm tranh. Tranh này lại được Khang tặng. Còn đây là của Naun tiếp. Rất cảm ơn Khang và Naun tặng mình khá là nhiều tranh. Trước đây thì mình rất là thích được tặng tranh, và mãi đến sau này mới có người vẽ tranh tặng mình. Dưới đây thì chỉ là một cái máy hút ẩm để mình để các cái dụng cụ như kiểu là GoPro, máy chống ẩm, hút hoài, hay là ống kính máy ảnh, và thêm máy ảnh nếu mà sau này có nữa ở trong này, để không bị môi trường ẩm ướt nó ảnh hưởng. Tủ chống ẩm. Đây thì một bộ sofa khá cơ bản. Đẹp mà chai nước cơm hết, vã lồng vào. Bàn trà. Và đây là có lẽ là một trong... Tính ra phòng thằng đẹp cũng bé đó chứ. Ấy nó ghê, nó dịch ghế là xíu là đụng mẹ cái bàn rồi còn gì nữa. Những cái thứ mình thích nhất mà mình muốn giới thiệu nó cuối cùng ở trong căn phòng này, đó là mô hình súng CSGO 1-1. Đây thì các bạn có thể thấy những tín đồ của CSGO, thì đây là khẩu Dragon Law, đây là khẩu AK Fire Serpent, đây là khẩu M4 Hound, kia là khẩu Deblitz, và đây là khẩu Glock Fit. Thì đây là đều là súng Airsoft và được dán skin bởi Fat Monkey. Đây là đều tỷ lệ 1-1. Bạn thấy súng khá chân thật, y đúc luôn. Ốp thì cao quá, chắc là tớ không với nổi. Với xong lại phải lên treo lại, hơi mệt nên các bạn thông cảm. Đình thì mình có ý định treo thêm một ít súng ở đây. Đáng nghe là cái nút bạc nên để đây này. Nhưng mà vì thời gian, thời lượng bây giờ chờ người lên làm các thứ thì hơi lâu, nên là chắc là thôi.
Nói qua thêm một chút về căn phòng này, cái trần nhà cũng là một trong những thứ mà tớ rất là tâm đắc. Trần nhà này được vẽ bởi Sưởng Kiến, và đây là một cái artwork của họa sĩ Tanari Yoko vào năm 1997, một cái artwork của Chrome Heart. Thì chắc là về ý nghĩa của bức tranh này thì tớ không thể giải thích cho các bạn được, tại vì tớ không phải họa sĩ. Nhưng mà tớ rất là thích cái artwork này, và tớ cũng là một tín đồ của cái brand Chrome Heart, nên là tớ đã chọn cái artwork này để vẽ lên trên trần. Thì trên trần này thì được vẽ bằng súng phun sơn địa các kiểu. Còn những cái chi tiết như của các bạn thấy, như kiểu cái logo Chrome Heart này, hay là đấy cái hình này, hay là cái chú chó, hay là người ở đây, là đều được dán mica lên. Còn điều cuối cùng ở trong căn phòng này có lẽ là cái hệ thống cách âm. Thực ra là hệ thống cách âm của bên mình, nhà mình thực sự bây giờ chưa theo. Trần nhà của tôi dễ nguyên bản đồ hải tặc mà. Tôi cũng quay phòng tôi cho anh em xem chứ. Cái mong muốn của mình ở đây các bạn có thể thấy là gỗ giả đá, gỗ công nghiệp giả đá, tiêu âm. Ở trong này đã có một lớp cao su non rồi, tất cả xung quanh phòng của mình thì đó là gỗ tiêu âm. Trên trần nhà mình đã gắn hai lớp cao su non, một lớp bông thủy tinh. Nhưng mà ấy thế mà mỗi tối khi làm, hàng xóm tầng trên vẫn nghe thấy. Ở kính thì mình cũng đã thay bằng kính tiêu âm rồi. Mình đã làm hết. Anh nói rồi, thì con mẹ chung cư thì đéo bao giờ mà hết âm thanh được đâu. Nên mua nhà đấy bạn. Sức rồi, nhưng mà có lẽ là vẫn phải bổ sung thêm cái gì đấy. Tại vì ở chung cư mà ồn ào thì thật sự con là... căn hôm bữa qua Long Biên con căn để mà 60 tỷ qua đó mua đi. Làm rất là áy náy, làm ảnh hưởng đối với mặt hồ luôn. Bên ngoài mình không phải ở nhà là riêng, là có cá nghe rồi một tí. Ở đây thì có hai cái kệ giấy bay. Đây là đôi Air Jordan 1 Fragment Travis Scott. Đôi này được Mod Minh Khang tặng mình. Shout out Mod Minh Khang. Và đây là đôi Air Max 1 Cloud mà nãy các bạn đã thấy chiếc bên phải ở bên kia rồi. Đây là món quà của bạn Travis Nguyễn tặng mình. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Những người mà tính hài hước như tôi đếm bên đời mà để dài cho nó xoay đâu đây bạn. Để thì phải set tôi lên cho nó quay đi. Cái này thì mình chỉ để đồ thôi. Chất lừ mẹ luôn. Dây mình đã đi cố gắng gọn gàng nhất có thể rồi ở sau này. Và đó là phòng stream của mình. Thì sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về không gian phòng ngoài của mình một chút xíu. Thì thực ra là mình không có sử dụng cái không gian ngoài này nhiều lắm. Tại vì mình chỉ có ở có một mình, và cái nhu cầu sử dụng của mình nó chỉ hầu hết là nằm ở phòng ngủ với cả phòng làm việc thôi. Thì chắc là đầu tiên thì có mấy cái hộp giày. Thì mình để một số giày ở đây, mình cũng có không nhiều giày lắm, nhưng mà tủ dài hết rồi, mẹ trăm triệu mẹ rồi. Đôi này là phải hai mấy ba chục củ. Đôi mà mình Nike Travis Scott này cũng phải mà mình 40 mấy củ. Mình đôi Gucci này cũng phải mà mình ít chút 20 đấy. Điệp mà mình thêm bên đây có đôi Gucci đẹp mà cái lưỡi nó cũng phải đẹp mà mình 20 mấy. Chắc là đủ để đi. Có đôi chiếc bộ S này to quá, không thể nhét vào được. Mình có cỡ khoảng chắc là tầm 20 đôi giày. Sau này có nhiều hơn hay không thì mình không biết. Ui tôi có 3 đôi này mà. Hiện tại chỉ dừng lại ở đây thôi. Giày gì thì toàn giày để hôm mà, quan tâm làm gì. Thì đây là cái bàn ăn, khá là bừa. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ ví dụ như kiểu sinh hoạt buổi sáng, buổi tối mình ăn thì mình sẽ ra ngoài ăn. To thế. Mình không hay ăn trong phòng lắm. Đôi khi mình có ăn trong phòng nhưng mà mình kiểu sợ phòng bị mùi ấy, mình không hay ăn. Đây là chiếc ghế MRI Max CH130 series, tầm giá tốt nhất trong game thủ trong vòng 10 triệu đổ lại. Nên mua chiếc ghế trong kia đều lắm, đừng mua nhá. Ngoài này có một cái bàn thờ. Trước đây thì cái bàn thờ này được đặt ở trong phòng mình như các bạn đã thấy, nhưng mà kiểu không đang chưa đưa vào sử dụng, mình cũng chưa có thờ ai nên là mình để tạm ra ngoài này. Ngoài này thì khiếp để mà nghe nó nói khiếp quá, liền chưa thờ ai để mà mình sẽ sợ thế. Không gian này cũng chưa được ngăn nắp cho lắm, sorry mọi người. Tại vì mình cũng không sử dụng mấy. Đây là không gian bếp. Bếp thì mình không bao giờ nấu ăn cái gì. Trong tủ lạnh thì mình chắc là chỉ để mấy chai nước để phục vụ việc giải khát thôi. Ui, tủ lạnh to quá rồi. Còn này thì có một cái máy sấy, một cái máy giặt, mình giặt quần áo, lò vi sóng, ấm nước, máy hút ẩm, chén các thứ, cũng cơ bản thôi, không có gì nhiều cả. Đây là không gian phòng khách, thì thực sự gọi là phòng khách nhưng mà mình cũng chả bao giờ ra đây cả. Có một bộ sofa, một cái tivi hết, chả làm gì ngoài này, không bao giờ mình ra ngoài này luôn các bạn ạ, chỉ ở phòng này để ngủ. Thế mày tự đủ mà teleport từ phòng stream mày qua phòng ngủ à? Và phòng kia để chơi game.
Thì các bạn thấy mình đang tách đồ đi Sài Gòn nên là vali hơi bừa một tí. Còn nhà đây là đường phòng ngủ. Thì phòng này cũng là một trong hai phòng mà mình sửa. Đợt này phòng ngủ của mình thì khá là basic, ngoài hệ thống đèn với cả kiểu trang trí lại một tí thì nó không có gì nổi bật. Đây là tủ quần áo của mình. Các bạn thấy là nó cũng không quá nhiều đồ, tại thì phải nói thật với các bạn là hầu hết đa số quần áo của mình đang được để ở bên nhà kia là nhà bố mẹ. Còn bên này thì mình mới chỉ chuyển những quần bộ quần áo gọi là hay mặc hoặc là mùa hè kiểu cộc tay mát mẻ các thứ phù hợp cho thời tiết hè Hà Nội. Nhìn là thằng này nếu biết phải ngủ một mình rồi đó, đúng nếu ai ngủ mình để hai gói, tôi mà ngủ một mình một giường tôi để đúng cái gói thôi, còn cái gói còn lại tôi kê chân để mà... thì mình mới mang sang đây thôi, còn mang nhiều quá thì mình chưa có thời gian cả, chưa có điều kiện. Thì đấy là phòng ngủ của mình. Ở đây thì có dàn nước hoa với cả giàu một chút khuếch tán tinh dầu để cho chỉ có người giàu mới chơi nước hoa thôi đẹp, mà còn những người nghèo đúng cha lăng nách đẹp mà mày thơm tới chiều. Cảm ơn Lam Vinamilk, cảm ơn em nha. Mình nó nồng thắm hơn. Tivi thì mình chả bao giờ bật. Tivi là một thứ kiểu không có thì thiếu, mà có thì không bao giờ dùng ấy. Bây giờ mình toàn xem điện thoại mà. Ngoài này thì có một cái ban công. Ban công này bây giờ buổi tối không nhìn được mấy nhưng mà ví dụ khá là ảnh. Mình sau này ví dụ mình có thời gian và có sự chăm chỉ thì mình sẽ trồng thêm ít cây cỏ ở ngoài này. Còn bây giờ thì chắc là vẫn là một đứa trẻ, vẫn hơi lười nên là chưa dành thời gian cho việc đó. Còn đây cũng là căn phòng cuối, là căn phòng bây giờ hiện tại. Đây là phòng master, nhưng mà phòng master bên này của nhà mình hơi bé nên mình bây giờ đang dùng để làm kho ấy. Thì... vô lý! Đi mà phòng master là phải là phòng to nhất chứ. Đồ thì mình đang để tạm ở đây thôi. Bao giờ có mục đích sử dụng phòng này mình sử dụng phòng sau. Thì nhà mình có hai toilet. Thì toilet này cũng giống như toilet ngoài kia. Thì nó cũng chỉ bé như này thôi. Nhưng mà đối với một mình ở thì mình thấy à, không, đối với người giàu nó bé đây mà. Người nghèo như mình thấy nó to. Hiện tại thì cái chỗ ở và sinh hoạt của mình khá là đầy đủ rồi. Vâng, và các bạn vừa xem nơi ở và làm việc hiện tại của mình. Cái vlog đầu tiên lần này thì cũng là một cái cột mốc đánh dấu một cái bước tiến mới của mình trong sự nghiệp phát triển bản thân. Thì mình còn rất là nhiều điều phải học hỏi. Vlog lần này có thể chưa chín chu, còn nhiều sai sót, nói còn vấp. Còn cái gì không hay thì mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Mình mong là trong mình sẽ có thể hoàn thiện bản thân mình trong những vlog lần sau. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình và ở bên cạnh mình, cũng như là anh em. Shout out anh QNT đã giúp mình quay phần còn lại của vlog này vào lúc 2 giờ sáng. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi Sài Gòn và mình mong là mình sẽ có cơ hội đồng hành cùng các bạn trong những vlog lần sau. Peace. Giàu thế nhỉ. Nó kêu mình đi tè đi anh em à. Peace. Sau. Peace. Ở chơi game thôi.